Rồi, đây là nguyên liệu hôm nay chuẩn bị cho món bánh xèo. Taro salad. Nấm. Nấm. Có dưa leo. Dưa leo nè. Dạ. Hành nha. Hành. Củ sắn. Củ sắn bên này có bán nè. Ngoài chợ gì? Cái này phải đi ra ngoài chợ mua nha, ở trong siêu thị không có bán. Đây có rau, này là rau gì đây? Rau quế. Húng quế đúng không? Đây là húng quế. À, tất cả là húng quế. Đây là nguyên liệu. À. Này, cái này có tôm. À, tiếp theo. Đây, cái bột bánh xèo này là bên từ Việt Nam mà mang qua. Tắt. Đây, đây là bột đã được. Đã được pha chế. Có hành nè. Cho thêm gì à? Rau salad sau khi đã được rửa sạch. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Đây, nước mắm đã chuẩn bị xong. Này có rau quế, hành ngò với lại dưa leo đã rửa sạch. Đây, đây là bánh xèo đã được nấu chín. Nấm 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 nấm. Nấm 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 nấm. Nấm nấm. Hôm nay là ngày lần đầu tiên mà tụi mình làm bánh xèo. Là hai bé này làm này đó vậy đó. Nhìn thì không có được. Là do là cái hai pha bột thì nó không được ngon, nhưng mà mấy cái đầu rất là ngon. Giờ là chúng ta sẽ bắt đầu ăn bánh rồi. Nào, thao tác ăn bánh đi. Đó, làm đi, làm đi. Đây. Cuốn rất là đẹp nha, cuốn chung với lại cái bánh xèo.